Vào ngày mùng 3 tháng 8, trận mở màn giải tứ hùng giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine đã diễn ra và thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Hot Girl ngủ gật, Thủy Tiên đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho Công Phượng và đồng đội. Ngay từ khi xuất hiện trên đường phố, cô nàng đã thu hút nhiều sự chú ý của cánh săn ảnh. Thậm chí, vì quá xinh đẹp và nổi bật, Hot Girl ngủ gật còn lọt vào ống kính của đài truyền hình ngay từ những phút đầu tiên bắt đầu trận đấu. Người đẹp gây sốt mạng xã hội hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục khá sexy, cô mặc áo sơ óc top khoét sâu phần ngực, chân váy ngắn. Thủy Tiên là một trong những hot girl yêu thích bóng đá và luôn có mặt ủng hộ các cầu thủ ở những trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, Thủy Tiên cũng vấp phải không ít ý kiến tranh cãi khi dán hình lá cờ Việt Nam ở vị trí khá nhạy cảm. Thời gian gần đây, cô nàng khá đắt sâu khi liên tục được mời tham gia đóng phim và các sự kiện lớn nhỏ. Dù đang bận rộn đóng phim, Sister, Em Ship Tim Tôi Đi Đâu, nhưng mỗi khi đến mùa bóng đá hoặc những trận cầu quan trọng của U23 Việt Nam, cô nàng vẫn luôn dành thời gian theo dõi và cổ vũ nồng nhiệt cho niềm đam mê của mình. Trước đó, Thủy Tiên từng được nhiều khán giả biết đến qua hình ảnh góc nghiêng xinh như thiên thần trong lúc ngủ gật tại buổi chào cờ. Chỉ với một bức ảnh ngủ gật, cô bỗng dưng nổi lên và trở thành hot girl được nhiều người săm soi, tìm kiếm trên mạng xã hội. Cô nàng được khen có nhan sắc xinh như DJ Soldier. Năm 2016, nữ sinh 18 tuổi cũng từng tham gia Việt Nam Idol 2016 nhưng phải dừng chân từ khá sớm. Vào dịp World Cup 2018 vừa qua, Thủy Tiên cũng từng gây sốt cộng đồng mạng khi được mời tham gia chương trình nóng cùng World Cup. Hot Girl đến từ Hưng Yên đại diện cho đội tuyển Nhật Bản và từng thể hiện sự ủng hộ cuồng nhiệt dành cho đội bóng đất nước mặt trời mọc. Ngay cả khi tham gia bình luận trực tiếp về World Cup, Hot Girl 10X cũng gây sốt cộng đồng mạng với những hình ảnh gật gù buồn ngủ. Trong lần phỏng vấn gần đây, Thủy Tiên từng tiết lộ số đo 3 vòng của cô là 89, 59, 91. Để có được vóc dáng chuẩn khiến vạn người mê, cô nàng phải thường xuyên tập gym và có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Hình ảnh diện nội y khiến người xem không thể rời mắt của Hot Girl ngủ gật. Tuy là một hot girl, nhưng Thủy Tiên lại có tình yêu rất lớn với bóng đá. Thủy Tiên nói về tình yêu bóng đá dưới quan điểm của một cô gái, bản thân em với góc nhìn là một cô gái xem bóng đá. Nó không chỉ đơn giản là một bộ môn thể thao mà còn đem lại quá nhiều cảm xúc. Đó là sự lo lắng, hồi hộp, vỡ òa trong hạnh phúc, niềm tự hào và cả sự tiếc nuối về đội bóng mà mình yêu thích. Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng với nhiều hình ảnh sexy, gợi cảm, Thủy Tiên lại thường xuyên trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, cô từng tung bộ ảnh mặc nội y khoe vòng 3 căng mọng. Một số ý kiến còn cho rằng hình ảnh của Thủy Tiên không khác gì diễn viên JAV và không phù hợp với lứa tuổi. Em chỉ nghĩ đơn giản thế này, không ai chịu trách nhiệm thay em được cả, tại sao em lại phải quan tâm đến ý kiến người khác? Hãy sống trước hết vì bản thân đã, hãy làm những việc bản thân thấy tự tin, thấy hạnh phúc là đủ rồi, người đẹp lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích. Cô nàng khẳng định, cô chỉ hướng tới hình ảnh gợi cảm chứ không phản cảm. Ngoài đời, Thủy Tiên cũng là một cô gái rất sành điệu khi thường xuyên diện hàng hiệu đắt tiền. Trên trang cá nhân của cô nàng hiện đã có hơn 100.000 người theo dõi, đây là con số đáng mơ ước mà.